Một nam thanh niên 23 tuổi vừa bị bắt giữ khi từ Gia Lai đến Đắk Lắk đột nhập nhà dân, liều lĩnh ẩn nấp vào tủ quần áo chờ chủ nhà đi vắng, trộm cắp tài sản trên 300 triệu đồng. Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ Phan Văn Trung, 23 tuổi, trú tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Bắc, tỉnh Gia Lai. Khai nhận với công an, Trung cho biết do đánh bạc trên mạng rồi nợ nần khoảng 400 triệu. Trung cùng bạn gái đến thành phố Buôn Ma Thuột thuê phòng ở trọ. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8, Trung đột nhập và phát hiện cửa chính nhà chị Đỗ Thị Thu Mai ở phường Tân An không khóa. Trung đi lên tầng 2 và phát hiện có 3 phòng ngủ đều khóa cửa. Lúc này, Trung đi xuống phòng ngủ tại tầng trệt rồi núp vào tủ quần áo đợi chủ nhà đi vắng để trộm cắp tài sản. Đến sáng, khi hai vợ chồng chị Mai ra khỏi nhà, Trung đã lên tầng 2 cậy phá tủ, lấy cắp hơn 175 triệu đồng tiền mặt, vàng và đồ trang sức trị giá khoảng 150 triệu đồng. Trung còn khai nhận đã đột nhập một nhà dân ở xã Cư Ê Bư, thành phố Buôn Ma Thuột hồi đầu tháng 6, lấy một laptop và mang đi cầm cố được 6,5 triệu đồng. Hiện cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã truy thu được toàn bộ tiền và vàng trong vụ án để trả lại cho gia đình bị hại.